cái này nước ngọt gì á thì thiếu là lấy năm mươi tài chê. Coi đó bốn lon lấy nhiều đi. Có nước ngọt nè, phụ nữ chắc uống nước ngọt không? Nè, đó uống thêm. Đây nè, cứ đẩy đi uống gì lấy không? Uống thêm không? Rồi nè, đó. Đó, 2 lon, đó, 4 lon, 5 lon, này nữa 6, đó. Thôi rồi, ngủ lâu uống xong hết. Thì mình uống kêu rồi lát mình tính nhiêu. Ừ, tụi tốn tiền còn uống à, đẩy nó đi. Chào anh chị, kênh Duy Băng Nguyễn đang chiếu trực tiếp tại Thích Tân Phúc, có nhiều fan âm nhạc tới thăm chùa nha cả nhà, rất là đông. Hỏi nhờ bạn chụp đâu, nhờ bạn nào chụp đi. Rồi đứng đây. Đó, rồi. Chạy thầy phụ. Nó trên xe mới thầy hung cái này. Hung mua sao cái thứ gì hết nè. Để vô đài cái nha. Em cũng còn chai 50 đầu quạt nằm lên kia rồi thầy. Không à. Không. Trời đất ơi. Không nhưng mà có vợ chưa? Có vợ. Vợ nha. Chưa vợ đâu thầy ơi. Thì bây giờ cứ chụp ở đây. Thầy cũng chưa vợ luôn á thầy. Chụp chị Ngọc chụp chị nữa thôi, chụp chị coi. Cho Ngọc. Đây, chụp. Nè, thôi con Ngọc chụp đẹp hơn. Ở đây, đó, nhờ mấy đứa nít chụp chụp tay đi, đừng nắm. Để đàn ông. Để ông nắm thôi. Ừ. Rồi. Rồi có ai chụp nữa không? Thôi. Để thôi, có con chụp đâu không? Rồi vậy thôi nha. Nghỉ về lâu. Đó. Còn giờ ai muốn học trường đại học nào thầy đăng ký cho. Có đại trường nào thầy, trường nào với trường nào? Thì Việt Nam mình có 100 trường, thành phố thì nhiều trường, trường đại học luật, trường đại học kinh tế, trường nào cũng được. Có bằng cấp 3. Có trường nào trường đời. Đó thì đang học nè, vô chùa là cũng học trường chùa nè. Trường đời. Học chùa. Cô sư cô đâu thầy? Bả chắc nghỉ trưa hoặc là coi tivi. Tháng nay mình làm mày khơi gì đi ha. Dạ. Anh cầm điện thoại giống như là mình đang xài iPhone ha. Bấm lên. Còn đó có gì không? iPhone này. À, mô vô. Ừ, đó, mình tập như mình vào. Vô. Thôi, sáng nay mình làm bài khơi gì đi ha. Khơi bài khơi gì nha, mình giả đò nha. Giờ mình làm bài khơi nha, để thử coi có bài khơi nào hay không. Rồi. Ngoài đời em bán vai trai, khi lên Facebook xì tai vải liều. Ngoài đời
ngực lép mông teo qua Photoshop cong vèo khầy mê. Cái hồi này nói gì rồi rồi cái mình làm mày khơi đáp lại nè, bao lần tán gái mất công, hôm thì chó đuổi, hôm không có nhà, mấy hôm gặp phải ông già, mời vào uống nước toàn trà đã hiu, chiều nay mưa gió rì rầm, một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai, cứ đến từ một đến hai, đến hoài đến mãi chẳng ai nhớ mình, bỗng dưng tim đập hình thịch, một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ, sự thật hay đang mơ, điện thoại không báo khê bao hết tiền. Ê, ta làm bài khơi ngẫu hơn ngày nào ngày cua hồn khi ta nói chuyện cua hồn. cái thầy đáp bài hơi nữa nè. Muốn nữa không? Dạ. Nhất là tiền tệ, nhì là quan hệ, ba là hậu vệ, bốn là trí tệ. Hay không? Hay của hồn mà. Thầy đọc lại không? Dạ. Nè, nhất là tiền tệ, nhì là quan hệ, ba là hậu vệ, bốn là trí tuệ. Có ai làm điều này được không? Phải không? Nhất là gì? Nhất là tiền tệ, nhì là quan hệ, ba là hậu vệ, bốn là trí tuệ. Thì có ai làm điều được này không? Mùa đông lặt cặt, mùa lăng căng, mùa đông lặt cặt, mùa rét lăng căng. Thì hôm nay thầy nhấn mạnh hai cái bài thơ để chúng ta khơi dậy những bài thơ mà phong tục tập quán của nhiều quốc gia mà chúng ta chưa hề biết, và nói lên một cái tình cảm sâu sắc giữa ngài Vu Lan Bổ Hiếu cũng như ngài Cụ Hồ Cái Đảng, cũng Cụ Hồ, thì là nhất tiền tệ, nhì quan hệ, ba hậu vệ, bốn là trí tuệ. Thì chúng ta làm điều này được hay không? Rồi nha. Rồi chúng ta nè. Còn đại học gì thì mắc kể, khu đi để lại lá vàng, anh đi để lại trên hàng hàng cu, mùa khu nói tiếp mùa khu, hàng cu nói tiếp hàng cu ra đời. Ê ai khơi, ai khơi đối với mùa mà bằng ngoài cu hồn thì mình nói lên những cái gì hay văn khơ. Thì hôm nay chúng ta làm bài khơ ngài Vu Lan Bổ Hiếu, ngài thì giờ thầy nói con trai sinh ra thầy cu, còn con gái sinh ra là nói chim, nhưng mà chim thì ta ngại ta không dám nói. Thì hôm nay thầy làm bài khác, thì làm bài thầy đọc lại nè. Mùa khu để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng hằng cu, mùa khu nói tiếp mùa khu, hằng cu nói tiếp hằng cu ra đời. Thì hằng cu kia nó ra đời, nó lấy vợ thì đẻ ra hằng cu này. Cu cha đẻ ra cu con. Khu đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng hằng cu, mùa khu nói tiếp mùa khu, hằng cu nói tiếp hằng cu ra đời. Trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều, ngủ xong dậy ăn cơm chiều, ăn xong lại ngủ từ chiều đến mai. Con cò đi uống rượu đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, còn anh chả uống ngậm nào, cũng say ngây ngắt ngã vào lòng em. Facebook lạnh lẽo, nít vắng teo, vài nít người dân vẫn còn treo, lâu lâu mới thấy người quen tháng, nhưng chưa kịp bút ốp cái vèo. Ngày đầu tiên đi học, em vắt sát tới trường, cô nhìn em gào khét, thằng tóc vàng lên đây. Bồ xấu thì sợ bạn chê, bồ đẹp thì sợ bạn mê bạn giành,
Thế nên anh mới phải đành làm hăng trai ế bồ bạn anh. Nhà em có một đàn gà, chúng thường đi bộ từ nhà ra sân. Mỗi khi mưa bão ngập sân, chúng lại đi bộ từ sân vào nhà. Cô em mái tóc hồng hồng, cho em xin hỏi có chồng hay chưa? Anh hỏi thì em khưa. Con em 4 đứa nhưng chưa có chồng. À, giờ con em có 4 đứa con mà chưa có chồng. Sao lại chưa có chồng thôi? Thì bây giờ không? Cứ con em 4 đứa mà chưa có chồng. Ý vô nè là cho mượn chơi chứ xong sinh con rồi đâu có đám cưới. Cái người khác chơi nữa cái không có đám cưới. Con thứ hai cho người khác chơi nữa đứa con thứ ba, cho người khác chơi đứa con thứ bốn, nhưng mà em vẫn chưa lấy chồng và chưa có giấy kết hôn. Gia đình em vẫn cô đơn, sống một mình mà khui khủi 4 con. Ừ, vậy đó. Này ngày cụ hồn nó vậy đó. Ngày cụ hồn sao thầy vui vậy thầy? Vui gì ngày đi cụ hồn chưa có ăn. Ngày xưa sợ vợ là sai, bây giờ sợ vợ là oai nhất vùng. Ngày xưa sợ vợ là khùng, bây giờ sợ vợ anh hùng hồi nay. Phải không? 2 năm nghĩa vụ tam xa nhà, khi về phố thị ở đầy hoa, người yêu ra đón cùng con nhỏ, chào chú đi con bạn má nè. Trên trời hàng vạn ngôi sao, sao anh chiếu hạn là sao lừa tình. Thế gian có vạn bóng hình, làm sao anh phải chung tình với em. Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đón anh vào khép lại ngàn năm. Nhưng lần đó em quên không đóng cửa, anh vào hẳn khác cũng vào theo. Trái tim em chỉ một lần mở cửa. Tại sao vậy? Nếu em là phở, anh là nước lèo, cuộc đời cuốn quèo quèo. Ta bên nhau em nhé, tình yêu như món thịt gà, người trẻ háo hức, người già chê dai. Giá như anh có thể ấn clip chết khi thì khi này anh đã bên em, chứ đâu phải cô đơn ngồi quét những con virus đang tràn ngập trái tim. Trên thế giới muôn vàng cái đẹp, em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao? Cỡ như em tui đã xuống gầm cầu, chưa hả dặn lôi đầu lên đá tiếp. Trời ơi, thật ác rồi. Ờ, hôm lôi nay đầu tiếp luôn đó. Ờ, hôm nay mình làm những bài thơ giật mình, giật gân, giật giải. Không. Thầy ngày cô hồn chùa mình có làm gì không thầy? Thì giờ ai mua bánh mua kẹo thì cúng cô hồn. Ừ, giờ sáng nay tụi con có cái chương trình gì không thì hỏi. Ủa mà bữa nay sao mà đột xuất con tới đây vậy? Nguyên nhân gì mà con bị ai đá bay gì chùi con? Hằng nào đó nó lôi cuốn con đến nữa, nó hốt hồn con quay trở lại chùa vậy? Ốc Tiêu nói là Ốc Tiêu nhớ thầy ấy, cho nên con lên thăm thầy. Thôi kỳ vậy ta. Suy nghĩ coi. Suy kỹ coi. Nghĩ cái. Tại con nhớ Ốc Tiêu không? Khương nhớ trời ơi. Tao lo tu mà tụi bay nói Khương nhớ làm sao tao tu. Tụi bay cứ quyến liếng tình ái Ốc Tiêu nhớ thầy không? Có.